Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ok anh em ơi, hôm nay với cái số vốn là 33 củ ở đây, anh em mình sẽ cùng nhau lên trên con game 68 thêm bài chốt một chút lãi hàng ngày anh em nhá. Ok thì hôm nay anh em nào mà muốn có cái link tải thì mình cũng đã cập nhật ngay dưới phần comment rồi. Vào ngay phần tài xỉu bàn xanh xem nào, 166 củ hũ này mới nổ rồi này anh em ơi. Đấy, cầu này mới nổ này. Phía trước không có đối à, phía sau anh em mình bắt đối cũng hơi khó này. Tay sau thì chắc là một tay xỉu thôi. Một tài, hai xỉu, ba xỉu, bốn tài à. Ok, hai xỉu tay này đi anh em ạ. Một cửa xỉu nữa là ok rồi. 4,5 củ đầu tiên anh em mình cùng xem là cửa xỉu này nó có về hay không nào. Nào. Được luôn anh em rồi này, được luôn anh em, trời ơi, một cửa xỉu nét này nẹt luôn anh em nhá. Đó, đây có một, đây có hai, đây có ba, đây có bốn, đây có năm rồi anh em này. Đó, tay tiếp theo này anh em mình sẽ quay trở lại chạy 1-1 anh em nhá. Đó, quay lại bắt 1-1 xem nào anh em nào, một cửa tài xem nào. Ô cái cầu này bắt một cái xỉu lên thì cảm giác là hơi đối anh em ạ. Đó, đây là đối khá là ít nữa, tay sau thì không lên đối được đâu anh em nhá. Đó, một cửa tài đi anh em nhá, tài nhẹ thôi, 6 lít cho cái cửa tài này, thêm một củ đi. Ok, một củ 6 đi anh em, mình đang thắng mà lo gì đúng không anh em. Đó, vào game ngày hôm nay số vốn là 33 rồi. Đó, thì bắt khá là ok à. Yeah, tay này mà thắng trước nữa thì là rực rỡ luôn đấy. Cửa tài tay này anh em mình xem nha. Ui rồi, chịu rồi. Thấy 5 mà không ra 6 thì chịu rồi anh em ạ. Cầu này thì không thể cầu đối được rồi. Thế thì ở đây xem lại xem nào. Con xí ngầu 3 đi lên giữa chừng này, xí ngầu 1 này có thể đi lên mắc. Rồi, con xí ngầu 2 này có thể là lên thêm một tầm lên đến 5 anh em ạ. Thì ở đây có dấu hiệu gọi là đi chõi ra một chút. Cửa sau anh em mình sẽ đánh một tay tài đi. Cầu đối lại tròn thế này. So như thế này mà ra cửa tài, nhưng mà nhìn cầu đối tròn này lại cứ thấy nghi nghi anh em ạ. Cứ thấy nghi nghi, mùi nghi nghi ở đây. Để xem có thể bắt được cửa xỉu ở đây không, phân tích xem nào. Nếu mà theo tôi thì tay này anh em mình khó quá thì bỏ qua đi, được không? Nó hơi khó này anh em mình bỏ qua tay này đi cho nó ok đi. Đó, qua tay khó này anh em mình có thể chọn lại một cái cầu chuẩn hơn để anh em mình đánh vào nó hợp lý hơn nhá. Ui rồi, đúng luôn cửa xỉu luôn này. Cứ tính là tài mà cuối cùng nó vẫn nhảy ra xỉu này. Đó, không phải là cầu đối mình biết ngay mà đâu có chuyện nó đẹp như thế được. Anh em thấy chưa, cầu này tăng dần liệu có thể hay không người ta. Đây là 3-4-5 à. 3-4-5 thì nhìn cũng gọi là hợp lý đấy anh em ạ. Tay này anh em mình xem 3-4-5 này. 5 đây là thiếu một tay nữa thì cũng khá là đẹp rồi. Để xem tay này nó có ra xỉu được không. Ở đây xí ngầu 2 năm rồi, có thể xuống được một tí đấy, có thể xuống được tầm 3. Còn xí ngầu 3 thì lên tầm 3 4 là 7 này. Đó, xí ngầu 2 thì ở đây nếu mà đi lên thì phải là 4 anh em ạ. Thế thì tay sau anh em mình bắt cửa tài đi, có cửa tài sáng hơn là cửa xỉu anh em ạ. Được chưa, mình vào 4m rưỡi ok nhá. Không cần đắn đo do dự gì nữa với cái tay tài này. Để xem tay này em mình có chốt được số lãi ngay từ cái tay này hay không nào. Ú rồi, ôi đây rồi. Anh em thấy 6, thấy 4 là anh em biết ngay rồi. Đó, nghỉ một tay gọi là lấy đà, lùi một nước, tiến ba nước anh em nhé. Đấy mới gọi là biến hóa khôn lường anh em ạ. Anh em nào mà muốn chơi những con cầu chất như thế này thì anh em mình có thể vào ngay cái phần comment, tôi để ngay link tải con 68 game bài này cho phần comment anh em nhá. Ok, giờ soi tiếp thôi. Ở đây thì vừa rồi là một cửa tài rồi. Phía trước ở đây là có thể có đối này, phía sau thì
cột dựng dài như thế này thì có lẽ là anh em mình nên bắt theo cái xu hướng dựng lên là bắt tiếp những tay gọi là tài đấy, để cho nó dựng lên thành cột 3, cột cột 2, cột 3 thì đấy. Đó, anh em mình cứ gọi là chậm lại một chút vào những số vốn nhỏ nhỏ thôi anh em ơi. Đó, tay nào anh em ăn to rồi anh em nên hãm lại, còn khi nào anh em mà đang thua thì có thể là dừng hoặc là đặt những cái tay thật là chắc chắn, thật là to anh em nhé. Đó, tay đầu tiên tài được luôn, à không phải tay đầu tiên anh em ạ, là tay tài thôi, sorry anh em, không phải đầu tiên. À, ok, nhưng mà vẫn là ăn rồi, ăn là được rồi đúng không anh em? Dựng dựng cột lên của mình cảm giác là ok đấy, cái chiến thuật này cũng ổn rồi đấy. Tay sau như thế này nhìn có khả năng ở đây nó đã dựng khá là nhiều cột rồi, à, cái xu hướng này nó cũng dài rồi, anh em có thể thấy nó cũng phải tầm đến 3 này, 4 là 7 này, 10 hơn 10 tay rồi. Đó, tay sau nếu mà anh em mình cứ đánh tiếp đà tài như này nữa thì có thể lên được tầm 5 tài cũng nên, nhưng mà nó không được chắc chắn đâu. Đó, nó không chắc chắn được 100% bởi vì những cái tay anh em biết rồi đấy, nếu mà nhà cái mà cứ chạy những cái cầu gọi là nó quá dễ đoán, quá dễ nhìn với tất cả anh em thì làm sao mà người ta thu được lãi, anh em có thể thu được lời được đúng không? Đó, nên là quả này anh em cứ đánh chậm mà chắc anh em mình bỏ qua tay này nhá. Đó, số lãi hôm nay cũng khá là ok rồi, cố gắng gọi là chốt thêm tí nữa thôi là hợp lý anh em ạ. Tay này xem có phải là tài không, tay này tài rồi, ok, hai con sáu cho mình một tay tài tiếp theo, ok, ba ba tài rồi, nếu mà lên nữa thì là lên được 4 à, anh em mình sẽ vào một cửa tài thứ tư này nha anh em nha, một cửa tài thứ tư anh em mình vào luôn đi. Bây giờ cái tài cổ này vào tài ở đây, anh em thấy ở đây là sang đang có tròn đối 4 ô này đó, chưa phải quá là một cái cầu đối thì là bắt cho đối nó cũng hơi gọi là đen, nên là anh em mình sẽ vào cửa tài đi cho nó thành 4 đi. Đó, bây giờ nếu mà ăn được cửa, ăn được tay này thì coi như là tay kết của anh em mình luôn nhá. Đó, anh em nào mà muốn gọi là biết thêm phương pháp luận cầu luận kèo thì có thể vào ngay con link Telegram của tôi nhá. Đó, bây giờ anh em mình sẽ quay trở lại với vấn đề chính ở đây, xem cái cửa này anh em mình có thể chốt được lãi không anh em nhá. Nào, còn 4 này, 3 này, 2, 1, giây xem nào anh em ơi, lắc bát, mở bát đến giờ, mở bát đây rồi. Đây rồi anh em ơi, 41 củ rồi. Mỹ mãn rồi anh em ạ. Mỹ mãn quá rồi anh em ơi. Đó, có những tay nghỉ, có những tay ăn nhưng mà quãng nghỉ, quãng ăn nó hợp lý anh em nhá. Đó, anh em làm như thế nào để cho cái vốn nó không bị là hụt quá nhiều, chốt lãi nó có thể mượt như này nhá. Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau nha. Bye bye anh em.